Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: kẻ chủ mưu sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên, Vì Văn Toán đã thực hiện lại hiện trường. Ngày 18 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã dẫn giải đối tượng chủ mưu là Vì Văn Toán, sinh năm 1982, ở đội 5 xã Thanh Uyên, huyện Điện Biên, tiếp tục thực nghiệm hiện trường điều tra vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên. Khu vực thực nghiệm hiện trường được tiến hành ở chợ C13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án. Khoảng 100 cảnh sát được huy động đến để bảo vệ quá trình thực nghiệm. Ngày 29 tháng 3 năm 2019, bên cạnh 8 đối tượng bị bắt trước đó vì liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên ở Điện Biên gây rúng động dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt Vì Văn Toán về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiến hành kiểm tra khám xét và thu giữ được nhiều tài liệu giấy tờ liên quan. Trước một số tài liệu chứng cứ liên quan đến lời khai của các đối tượng và chứng minh được mối quan hệ khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an đã khẳng định Vì Văn Toán là đối tượng có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên. Và theo cán bộ điều tra, Vì Văn Toán là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp các việc sử dụng trái phép chất ma túy và chịu án tù là 9 năm 6 tháng. Xã Thanh Uyên, huyện Điện Biên, một thời là cái rốn của ma túy, đặc biệt nơi vợ chồng Toán và Thu sinh ra và lớn lên tại đội 5 là bản Nà Gâm, ở bản cách biên giới chưa đầy 10 km. Nhiều năm trước đó, vắng bóng đàn ông vì lãnh án tử hình hoặc vào tù chỉ vì dính dáng đến ma túy mà thôi. Cũng theo cán bộ điều tra cho biết, hiếm có cặp vợ chồng nào có lý lịch đen như vợ chồng của Vì Văn Toán và Vì Thị Thu. Khi cơn bão ma túy quét qua, cả Toán và Thu nhanh chóng ập vào và tham gia đường dây bán lẻ, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn. Năm 1999, khi mới 17 tuổi, nhưng cặp đôi hoàn hảo này đã được giới dân buôn cái chết trắng để phục vì độ liều lĩnh và chịu chơi của họ. Lười làm muốn có tiền nhanh để qua mặt được cơ quan chức năng, mỗi chuyến hàng hai vợ chồng đều bần bạc rất kỹ lưỡng vào mô màng, mu ma và chức quỷ. Năm 2004, dù có hai con đủ nếp tẻ nhưng vợ chồng Toán và Thu vẫn không cưỡng đoạt được cám dỗ của ma túy, tiếp tục tham gia bán lẻ ma túy cho đám dân nghiện trên địa bàn. Đi đêm nhiều, ắt có ngày sẽ gặp ma. Vào tháng 2 năm 2008, Vì Thị Thu bị cơ quan công an huyện Điện Biên bắt quả tang khi đang ôm một gói heroin đi giao hàng. Thu bị tuyên án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và sau khi vợ của mình bị bắt, Toán nằm im vài tuần để nghe ngóng rồi lại tiếp tục bập vào sử dụng heroin và buôn bán ma túy. Khác với vợ, Toán hoạt động cao tay hơn, hàng trắng được Toán lấy trực tiếp ở bên Lào về, sau đó mang chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Nhưng rồi chỉ khoảng 3 tháng sau ngày vợ bị bắt, Vì Văn Toán cũng bị cơ quan công an huyện Điện Biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt giữ trong một chuyên án khác và tòa đã tuyên án Toán 10 năm tù giam. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 4 tháng 2, tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi, tại phòng khách nhà Công, Vì Văn Toán và 5 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lã, Lường Văn Hùng đã cùng nhau sử dụng ma túy. Tại đây, Toán nói với bà Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên có nợ tiền của hắn ta và nhờ Công và Vương Văn Hùng tổ chức bắt Cao Thị Mỹ Duyên giữ lại ít ngày để gây sức ép buộc bà Hiền phải trả tiền cho Toán. Mọi người đồng ý, khi Toán nói sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy, bọn chúng liền chấp nhận ngay. Sau đó, cả nhóm đã lập kế hoạch gây án. Toán phân công cho Vương Văn Hùng hẹn Duyên xiếp gà đến khu vực C13 gần nhà Tây Hồ và cẩn thận dặn Hùng thời gian hẹn mua gà phải là sau 18 giờ. Công có trách nhiệm cùng Lã nhiệm Lường Văn Hùng phục kích tại điểm hẹn để bắt giữ Cao Thị Mỹ Duyên. Bùi Văn Công sau đó đã đưa Vương Văn Hùng đến chợ cầu Mường Thanh để chỉ mặt Cao Thị Mỹ Duyên cho hắn. Và chiều 30 Tết, theo hẹn, Cao Thị Mỹ Duyên đã chở 13 con gà đến địa điểm trên thì bị Vương Văn Hùng dùng côn nhĩ khúc xiết cổ ngắt đi, sau đó đã gọi Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã đến. Sau khi cả nhóm cùng nhau khiêng Duyên lên xe thùng của Công, Vương Văn Hùng đã điều khiển xe máy của nạn nhân đem đi cất giấu, còn lại các đối tượng đã quay về nhà Công. Tại đây, từ tối 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết Kỷ Hợi, nhóm đối tượng đã tiếp tục khống chế Cao Thị Mỹ Duyên ở trong nhà rồi thay dao nhỡ trò đòi bại với nạn nhân sau khi sử dụng chung ma túy và tiến hành sát hại. Để thực hiện, cả nhóm đã khiêng Mỹ Duyên ra sau nhà. Tại đây, Bùi Văn Công đã trực tiếp xiết cổ nạn nhân cho đến tắt thở.
sau đó cùng khiêng nạn nhân lên đặt ở khu chuồng chăn nuôi gia súc, nhà của em gái trong ở cách đó vài trăm mét. Khi được hỏi vì sao lại giấu xác nạn nhân ở đây, các đối tượng khai nhận nhằm qua mặt cơ quan điều tra vì cho rằng sẽ chẳng ai nghĩ tới hắn là người mang xác nạn nhân để vào nhà của em gái ruột của mình. Giấu xác nạn nhân xong, các đối tượng về nhà công tính toán kỹ lưỡng bên việc thống nhất không khai báo với cơ quan công an, trong trường hợp ai mà bị bắt thì sẽ không khai các đối tượng kia ra. Được biết vào sáng ngày 6 tháng 2, tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi, Vì Văn Toán đã chỉ đạo cho Vương Văn Hùng xuống nhà của Bùi Văn Công kiểm tra việc bắt giữ Cao Thị Mỹ Duyên. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Vương Văn Hùng mới báo lại sự việc là nạn nhân rất yếu ớt. Vì Văn Toán thay vì giải thoát cho nạn nhân, Toán lại hẹn với Vương Văn Hùng chiều đón xuống nhà Bùi Văn Công để tiếp tục giải quyết nạn nhân nhằm xóa đi dấu vết. Và theo cán bộ điều tra, đối tượng Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, và các đối tượng từng đi tù cùng thời điểm vào quen nhau ở trong trại, sau khi ra tù vẫn giữ liên lạc với nhau. Tại hiện trường trong sáng nay, Vì Văn Toán diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của hắn ta. Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa theo các tình tiết diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo. Việc thực nghiệm hiện trường có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là tên Vì Văn Toán này là tên đầu sỏ cầm đầu, nhưng mà với hành vi và mà rất là mưu mô mà xảo trá của hắn ta thì tốt nhất nên một có bản án cho hắn ta nên nhanh, chứ để lâu thì sẽ gây rúng động dư luận. Rồi, nếu các bạn thấy video hay hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. We'll be right back.